Hội nhập và phát triển dựa trên nền tảng vững chắc. Với một đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có năng lực giảng dạy và nghiên cứu hàng đầu khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Khoa Vật lý Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã và đang thực hiện hóa giấc mơ được viết từ mùa xuân đầu tiên năm 1995. Những kỷ niệm về buổi đầu thành lập của 20 năm trước dường như vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những giảng viên đầu tiên Khoa Vật lý Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng. Với sự sáp nhập của bộ môn vật lý của Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng, bộ môn vật lý của Trường Cao đẳng Sư phạm và tổ vật lý của Trường Cao đẳng Công nghệ, Khoa Vật lý Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng được thành lập vào tháng 12 năm 1995. Ngay từ buổi đầu thành lập, Khoa Vật lý đã được giao nhiệm vụ đào tạo sinh viên hệ chính quy ngành sư phạm vật lý và sinh viên không chuyên lý của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Bách Khoa và các trường cao đẳng trong Đại học Đà Nẵng. Từ chỗ chỉ có 16 cán bộ giảng viên được điều động từ các trường, trong đó chỉ có một giảng viên đạt trình độ tiến sĩ. Đến nay, đội ngũ giảng viên Khoa Vật lý Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã có sự phát triển vượt bậc về cả số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác trong thời kỳ mới. Cách đây khoảng 20 năm, thì khoa vật lý của chúng ta hiện nay được thành lập từ sự hợp nhất của tổ vật lý Trường Bách Khoa và tổ vật lý của Trường Cao đẳng Sư phạm. Thì đây có thể nói là một trong khoa trẻ nhất của Trường Đại học Sư phạm lúc bây giờ. Bằng cái sự phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ và giảng viên của khoa vật lý, có thể nói hiện nay khoa vật lý là một trong những khoa mạnh nhất về xây dựng đội ngũ cán bộ, về nghiên cứu khoa học, về đào tạo, về hợp tác quốc tế. Năm 1995, khi vừa thành lập, số cán bộ cơ hữu là 16, với chủ nhiệm khoa là tiến sĩ Lê Hồng Sơn và phó chủ nhiệm khoa là thạc sĩ Đặng Văn Hậu và thạc sĩ Bạch Nghĩ. Ở giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2005, ban chủ nhiệm khoa bao gồm tiến sĩ Lê Hồng Sơn làm chủ nhiệm khoa và hai phó chủ nhiệm khoa là thạc sĩ Bạch Nghĩ và thạc sĩ Đặng Văn Hậu. Lúc này số cán bộ cơ hữu chỉ là 18. Đến giai đoạn năm 2005-2010 thì số cán bộ cơ hữu đã tăng lên 21 với chủ nhiệm khoa là thầy Nguyễn Bảo Hoàng Thanh và phó chủ nhiệm khoa là thạc sĩ Lê Tấn Nghĩa. Tiếp theo ở giai đoạn 2010-2015 thì số cán bộ cơ hữu là 27 với chủ nhiệm khoa là tiến sĩ Lê Hồng Sơn và phó chủ nhiệm khoa là thạc sĩ Đặng Văn Hậu và thạc sĩ Trần Bá Nam. Và hiện nay, khoa vật lý với 29 cán bộ cơ hữu với chủ nhiệm khoa là tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu và phó chủ nhiệm khoa là thạc sĩ Đặng Văn Hậu và thạc sĩ Trần Bá Nam. Trong đó có 1 phó giáo sư, 8 tiến sĩ, 5 nghiên cứu sinh, 11 thạc sĩ, 4 cử nhân và kỹ sư. Đón đầu xu hướng phát triển của giáo dục hiện đại, khoa vật lý thường xuyên đổi mới và cập nhật chương trình đào tạo theo chuẩn mực quốc tế. Toàn bộ bài giảng của giảng viên được đưa lên mạng, tạo nguồn dữ liệu mềm hữu ích cho hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên và học viên. Khoa cũng thường xuyên lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên, cựu sinh viên và các doanh nghiệp để kịp thời điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy, đáp ứng nhu cầu thực tế và xu hướng xã hội. Những đổi mới tích cực này đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên khoa vật lý tự tin hơn trong công việc sau khi ra trường. Từ cái nôi giàu truyền thống, khoa vật lý, các cử nhân đã được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nhiều cựu sinh viên hiện đang giữ những vị trí quan trọng trong các đơn vị, cơ quan nhà nước khác. Khoa vật lý hiện nay không những đào tạo, giảng dạy các môn vật lý cho các cái chuyên ngành của Trường Đại học Sư phạm, mà khoa vật lý còn tham gia giảng dạy vật lý đại cương cho mỗi năm trên 4.000 sinh viên của các trường Đại học Bách Khoa, Trường Cao đẳng Công nghệ, Trường Cao đẳng Thông tin, góp phần vào của việc hoàn thành nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục thành viên của Đại học Đà Nẵng. Còn về hợp tác quốc tế, đây là một thế mạnh của khoa vật lý. Qua cái sự hợp tác quốc tế với các trường đại học ở Nhật Bản, ở Mỹ, ở Singapore, giúp cho khoa trong việc đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập khoa, Khoa Vật lý tổ chức thành công hội nghị khoa học vật liệu, lý thuyết và ứng dụng, thu hút được nhiều nhà khoa học có uy tín đến tham gia báo cáo. Cùng với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hợp tác quốc tế cũng là một trong những nhiệm vụ chiến lược của Khoa Vật lý ưu tiên phát triển. Hiện hoạt động hợp tác quốc tế của khoa được chú trọng trên 3 lĩnh vực:
hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học song phương với một số trường đại học lớn trên thế giới như Đại học Osaka, Nhật Bản. Hàng năm, khoa cử cán bộ giảng viên sang Đại học Osaka học các lớp ngắn hạn để nâng cao trình độ chuyên môn. 20 năm đối mặt với không ít gian nan, trắc trở, song bằng bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, khoa vật lý đã đẩy lùi cam go, vượt qua thử thách để trở thành một cơ sở giáo dục mạnh về đào tạo, vững vàng về nghiên cứu khoa học trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Với những nỗ lực đó, khoa vật lý liên tục được công nhận là tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ và các ban ngành. Với bề dày truyền thống hơn 20 năm xây dựng và phát triển, tôi tin tưởng rằng khoa vật lý của chúng ta ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa và vươn ra tầm khu vực với tầm nhìn. Đến năm 2020, khoa vật lý phải hoàn thành các mục tiêu trở thành khoa nghiên cứu trong trường đại học và bồi dưỡng giáo viên. Xa hơn nữa, khoa vật lý phải trở thành một trong những khoa hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học trong cả nước. Trong tương lai, tôi hy vọng khoa vật lý sẽ trở thành là một nơi đào tạo cán bộ giảng dạy rồi cán bộ khoa học có chất lượng cao, gắn liền với cái nhu cầu phát triển về nguồn nhân lực của miền Trung Tây Nguyên, đáp ứng được cái yêu cầu của đất nước Việt Nam khi gia nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN cũng như hội nhập quốc tế. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, chúng tôi đánh giá rất cao, xin ghi nhận những kết quả, những sự phấn đấu của khoa vật lý trong thời gian vừa qua, những thành quả của khoa vật lý trong 20 năm qua cũng góp phần chung vào sự thành quả của trường đại học sư phạm chúng ta. Sinh viên khoa vật lý đã bước những bước rất dài và xa trong niềm vui của ngày hội ngộ, là niềm tự hào của những con người làm nên thương hiệu khoa vật lý hôm nay. 20 năm một chặng đường dài, 20 năm ấy cũng là hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của một tập thể đoàn kết, năng động, không ngừng sáng tạo, không ngừng vươn lên. Chặng đường lịch sử 20 năm ấy sẽ được viết tiếp bởi những người lái đò tâm sáng, trí tài để khoa vật lý luôn là địa chỉ đào tạo chất lượng, là đối tác đáng tin cậy của các đơn vị trong và ngoài nước, góp phần đưa Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng có bề dày lịch sử trong đào tạo và nghiên cứu khoa học vững vàng vươn ra biển lớn.